không có sếp hả? Lại ông lại bà đi ngang qua con gấp không? Rồi hành kính xin lỗi không? Rồi tôi gấp lại cho tay nha. Rồi ồ tay chăm sóc mới đi dữ quá ha. Rồi con nó ăn kìa. Đây là con chó sung sướng nhất gành hào, vô đây mà được lên bàn người ăn. Từ xưa giờ chưa có con nào được vậy. Đúng hả? Cốt ông nội. Phải là VIP mới được.